Chào các bạn, mình là Lương Bằng Quang, người ta gọi vui là nhạc sĩ, ca sĩ. Và bây giờ Quang có thêm cái công việc là người dạy hát. Và hôm nay Quang ngồi đây thì chắc chắn các bạn sẽ biết rằng Quang đang chia sẻ về răng miệng. Và cụ thể là răng của Quang ha. 2 tháng trước Quang ăn rất là khó bên này, tại vì mỗi lần ăn bên này nó ê. Thế là Quang dời cái việc nhai của mình qua bên này. Và Quang nghĩ rằng Quang sẽ chịu đựng được, nhưng mà một thời gian mình không chịu đựng được, cho nên là bây giờ phải xử lý triệt để. Hôm nay là ngày thứ 2 của Quang để Quang lắp cái răng, nó gọi là răng nguyên khối, vô của chỗ cái phần nhai của Quang. Nhưng Quang thích nhất đó là giao tiếp với bác sĩ. Ở đây cảm thấy rất là thoải mái, cho dù là bác sĩ lớn tuổi hay là bác sĩ trẻ đi chăng nữa thì họ có cái cách nói chuyện rất là điềm tĩnh và khiến cho những cái cơn đau hoặc là những cái tâm lý mà chuẩn bị đau nó sẽ trở nên tan biến. Đó là cái cảm nhận mà Quang cảm thấy ấn tượng đối với cái việc giao tiếp với bác sĩ ở đây. Các bạn nghĩ đi, các bạn khi mà gặp một cái sự cố giống như Quang mà nghĩ tới chuyện đi làm răng thì các bạn nghĩ tới cái cảm giác gì đầu tiên? Đau đúng không? Cho nên là nghĩ tới chuyện răng miệng là Quang sợ nhất cái cảm giác đau. Thì thật là bất ngờ, không biết là do cái công nghệ của Anna đã tiến tới một bước rất là chuyên nghiệp hay không, hay là do cái tay nghề bác sĩ khéo đến mức mà Quang cảm giác là việc chữa răng miệng nó còn nhẹ hơn là đi tiêm ngừa nữa, như hồi xưa nữa đó. Tức là từng cái mũi kim người ta thao tác rất là khéo và người ta ủ tê trước khi mà bơm cái thuốc tê vào nữa. Cái cảm giác mà mình làm nguyên cái răng này á, khi mà các bạn có thể thấy được trong cái clip mà các bạn chuẩn bị xem trong quá trình mà Quang làm răng á, thì đó là quá trình là Quang nhắm mắt để làm gì, không phải là né cơn đau mà nhắm mắt là để thư giãn, thậm chí là để nghỉ ngơi một chút xíu cho khỏe trong lúc mà họ đang thao tác làm răng. Nhắn nhủ với Anna rằng là hãy duy trì cái tiêu chí của các bạn đang làm rất là đúng, giao tiếp giữa bác sĩ và cái người đi làm răng, và những cái thao tác của bác sĩ đang làm rất là mát tai và quan tâm tới cái nỗi đau của cái người đi làm răng nhiều. Vì trước giờ các bạn thì chắc chắn là Anna sẽ rất là đông khách và sẽ có nhiều bệnh nhân nhát đau giống như Quang đến để đăng ký làm răng.